dân. Đa tạ cô nương cứu trước. Cô là... tôi không cứu anh, là bắt cóc. Không nhìn ra đấy, có chút bản lĩnh. Trước giờ tôi không ra tay với phụ nữ. Vậy tôi phải xem anh được mấy cân mấy lượng. Anh là đàn ông con trai, còn chuyên môn mòn người ta khám phá. Chị Hồng. Đông Tử. Còn cái ra đó làm gì? Trên người tôi có thuốc. Bao chỗ đây. Chị Hồng. Tiểu Lan Miêu. Đại gia, tam thúc, sao các người đến đây? Bọn ta sợ các người gặp chuyện nên đây đón các người đây. Vậy nhanh lên, chị Hồng bị người ta đánh xuống núi rồi. Đi. Anh là đàn ông con trai, sao lề bề vậy? Dậy lên. Đắc tội rồi. Sao? Chưa từng thấy cô nương à? Chị Hồng. Đại đương gia. Đông Tử. Hét cái gì bà hét? Ở đây. Đây chị Hồng, bắt lấy này. Đắm chắc vào. Được rồi. Một, hai, ba. Danh. Danh. Đông Tử, chị bị thương chỗ nào rồi? Không sao. Không sao chứ Đông Tử? Không sao. Anh thế nào rồi? Tôi không sao, anh dọa chết tôi rồi. Dứt được không? Vừa rồi cảm ơn đã cứu giúp. Trước mắt chúng tôi còn có chuyện khác, cáo từ trước. Thấy không được. Một cô nương như tôi, để tên đàn ông và anh nhìn thấy hết những gì nên thấy. Vậy có khác gì ngủ rồi đâu. Đói, cậu đã làm gì rồi? Làm gì vậy buông ra? Tôi... đến đây. Đem áp trại phu quân của tôi trở về. Chờ đã. Dứt trường không? Cho dù vừa rồi có đắc tội, nhưng tôi chưa đồng ý làm áp trại phu quân gì đó của cô. Chuyện đó không cho anh quyết định. Cô... còn ngay ra làm gì? Đưa đi. Đi. Buông tay, các người làm gì vậy?